tốc độ hiện tại bây giờ là đang chạy 30 km/h, 40 rồi. Lấy số 4 đi. Đấy, thấy chưa? Chúng ta khi mà chúng ta vào số thì nó sẽ không bị gần máy đâu mình. Vâng, xin chào quý vị, tôi là Thân, phụ trách kinh doanh công ty ô tô Phúc Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Thì để quay trở lại với kênh YouTube giới thiệu về các dòng xe ô tô tái mới cũ tại công ty ô tô Phúc Mẫn, thì hôm nay anh em tôi sẽ có một cái video giới thiệu và cảm nhận về cái dòng xe ô tô tải SRM Đông Ben hai chỗ ngồi có tải trọng là 930 kg đi vào thành phố 24/24 như xe hơi nha quý vị. Thì đây là bề ngoài của chiếc xe, tôi đã giới thiệu rất chi tiết rồi. Hôm nay anh em tôi sẽ cùng quý vị, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm 5-7 km để xem cái số má cầu hộp số của xe này chạy có ok không nha. Xin mời quý vị cùng lên xe. Và anh em tôi đang ngồi trên chiếc xe cabin, chiếc xe tải SRM hai chỗ ngồi 930 kg, với cân nặng là gần 80 kg, mà chiều cao là 1m67. Thì quý vị khi lên xe thì chúng ta điều đầu tiên là sẽ chỉnh lại cái ghế nha, cho nó phù hợp với lại cái chiều cao của mình, cho nó dễ dàng sử dụng hơn. Ghế thì có thể là điều chỉnh là nâng, là kéo lên hạ xuống, kéo lên kéo xuống bình thường nha quý vị. Đấy, cũng như là cái phần tựa lưng này này, chúng ta có thể là lên xuống được để cho nó phù hợp với lại cái chiều cao cân nặng của mình. Đấy. Rồi, thứ hai đây chúng ta sẽ phải thắt dây an toàn nha. Để cùng trải nghiệm chúng tôi, quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm chạy đường trường chiếc xe ô tô tải SRM 930 kg nha quý vị. Đầu tiên tôi giới thiệu cho quý vị một số cái tính năng ở trên cái phần cabin xe này. Thứ nhất là cái phần điều hòa. Đó, AC là cái phần điều hòa. Đấy, lên số điều hòa thì nó sẽ có số 1, số 2, số 3, số 4 nha, tùy chúng ta lựa chọn nha. Hiện tại là tôi đang sử dụng điều hòa số 2 này. Được chưa? Đây là các cái hướng điều hòa này. Đấy. Sông kiếm rồi là mát, là mát ở dưới phần chân và phần bên trên này. Được chưa? Cái điều đáng rất là đặc biệt và cải tiến của cái dòng xe SRM đó chính là được lắp thêm cái phần màn hình Android nha. Cái này là sẽ tích hợp thêm cái camera lùi. Cam lùi đó quý vị. Một lát nữa tôi sẽ lùi xe để cho quý vị cùng chiêm ngưỡng cùng xem nha. Đó. Như tôi giới thiệu ở các video trước thì các cái hốc điều hòa này nè, thấy chưa? Cũng như là các cái đường viền của các cái bảng điều khiển trung tâm này được làm bằng các cái thanh inox, cho nên là trông nó rất là sáng và chắc chắn nha quý vị. Đấy. Rồi, cái phần vô lăng xe là 3 chấu sử dụng được trợ lực điện, cho nên là nó cũng rất là nhẹ nhàng. Ok, chúng ta sẽ cùng chạy một đoạn nha. Thì khi mà lên xe chúng ta chạy được một đoạn, tầm độ khoảng 200-300 m thì cái cửa nó sẽ tự lóc lại nha quý vị. Đó. Kính chỉnh điện. Kính chỉnh điện. Chưa? Khóa điện, kính chỉnh điện. Rồi ok. Bắt đầu chúng ta sẽ cùng chạy thử nha. Đạp ga và vào số 1 này, hạ thắng tay xuống. Rồi, xe từ từ sẽ chạy thôi. Đấy, cái cảm nhận đầu tiên đó chính là điều hòa chúng ta mở chỉ cần độ khoảng 2-3 phút là đã rất là mát rồi nha quý vị. Đấy, là rất là mát rồi. À, chúng ta sẽ đạp côn và lên số 2. Đó. Thì cái cảm nhận ban đầu của tôi đó chính là khi mà chúng ta nổ máy mà vào số ấy, thì xe nó không bị gần máy nha. Với thể tích làm việc máy lên đến 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu 6,5 lít trên 100 km, đó chính là cái thông số mà nhà máy đã đưa ra. Và thực tế thì cái dòng xe này thì cũng được rất nhiều quý khách hàng trên thị trường sử dụng, và người ta cũng đã chứng minh được là cái xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu nha quý vị, sử dụng cái công nghệ Euro 4. Đó. Rồi, chúng ta sẽ cùng quan sát về cái phần đồng hồ táp lô này nè. Nó được thiết kế nó có cái phần hướng về cái phía mà các bác tài, cho nên là chúng ta vừa vận hành xe mà vừa quan sát nó cũng rất là dễ dàng nha quý vị. Ga số rất là nhẹ. Như tôi nói lúc đầu, tức là xe này thì được sử dụng cái vô lăng trợ lực điện, cho nên là lái nó rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho nhiều đối tượng lái xe nha. Ví dụ như là chắc chị em phụ nữ lái xe nó cũng rất là dễ dàng. Đó, vô lăng rất là nhẹ. Nói chung là khi mà lái xe hơi ấy, thì tôi cũng cảm nhận một điều rằng là cái dòng xe này nó có cái chức năng cũng như là các cái tính năng, rồi cái cách thức sử dụng nó cũng tương tự như xe hơi thôi. Đó, tôi đang chạy số 2. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lên số 3 nhé. Đây, thấy quý vị thấy không? Số nó vào rất là nhẹ nhàng và ngọt. Đó.
vào số thì nó không bị gạt máy nha. Đấy. Tốc độ hiện tại bây giờ là đang chạy 30 km/h 40 rồi. Lấy số 4 đi. Đấy, thấy chưa? Chúng ta khi mà chúng ta vào số thì nó sẽ không bị gần máy đâu quý. Dòng xe ô tô tải Đông Ben, van Đông Ben SRM 930 kg, chuyên chở hàng, chở người vào trong thành phố. Xe này thì nó sẽ không bị cấm tải đâu quý. Chúng ta có thể chở hàng và chở người vào trong thành phố, nó rất là thuận lợi và dễ dàng. Cũng thêm một phần nữa đó chính là quý vị thấy là cái xe chạy thì nó không bị rung lắc hay là không bị có nhiều tiếng ồn, nói chung là phần cách âm nó cũng rất là tốt nha. Đấy. Vô lăng rất là nhẹ nhàng. Nghiêng chiếu hậu chúng ta cùng quan sát phần lưới chiếu hậu này. Lưới chiếu hậu đó có cái phần mặt tiết diện nó rất là rộng để cho chúng ta có thể quan sát phía sau rất là tốt. Đấy. Nói chung là có rất nhiều anh em sale hay là nhân viên kinh doanh được giới thiệu về các cái dòng xe ô tô tải Đông Ben ngoài thực tế rất là nhiều. Tuy nhiên là để mà có xe để mà đưa xe vào chạy đường trường để cho quý vị và chúng tôi cũng cảm nhận về cái chất lượng cũng như là khi mà chúng ta vận hành các cái tính năng của nó. Đấy, thì nó rất là ít nha. Đấy, như công ty ô tô Phú Mẫn thì là rất là gần các cái khu vực rộng rãi thoáng mát thì sẽ được có cái không gian chúng ta đấy để thử xe nó thuận lợi hơn nha. Đấy, quý vị thấy là khi vào đạp côn mà vào số thì nó rất là nhẹ. Đó. Nó vào số nó rất là nhẹ nha. Vô lăng lái cũng rất là nhẹ. Điều hòa thì mát rất là nhanh. Đấy. Với cái thể tích của xe này là lên tới 1.5 thì nó sẽ tương đương với lại một số cái xe hơi ví dụ Xpander XL7 hay là một số Vios chẳng hạn, nó cũng có cái dung tích sử dụng lên đến 1.5. Và xe thì được sử dụng cái công nghệ Aerobot kim phun xăng điện tử cho nên nó cũng vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Nó chỉ rơi vào tầm độ khoảng 65 lít trên 100 km tùy tải và tùy cái cung đường mình đi nữa. Ví dụ như là khi mà chở hàng nặng mà đi vào trong thành phố mà bị kẹt đường rồi thì cái mức tiêu hao nó sẽ khác nha. Tuy nhiên là cái thông số kỹ thuật của nhà máy đưa ra là nó là như thế. Đấy, tôi đang đi tốc độ 50 km/h 50 đấy quý vị. Thì đây đường nó cũng rất là vắng người. Như là quý vị thấy là chạy nó cũng không có nhiều tiếng ồn nha. Có cái điều đặc biệt đó chính là cái dòng xe ô tô tải Đông Ben này này được thiết kế dựa theo cái khung gầm của xe hơi, cho nên là như tôi giới thiệu một số các cái video nó rất là chi tiết cho quý vị. Cái xe được sử dụng cái nhíp lá mà kết hợp với giảm chất khí lực nó sẽ rất là êm ái. Xe đi vào các cái gờ giảm tốc hay là vào ổ gà hay là đi các đường co đường vòng thì nó sẽ êm hơn, nó không bị chèn xe nha. Đó. Đối với các cái dòng xe ô tô tải van có tải trọng là 930 kg mà chạy vào thành phố thì có rất nhiều các cái công ty nhà máy sản xuất, có rất nhiều, ví dụ như là xe Chiến Thắng, Kenbo Chiến Thắng. Đó. Hay là xe TMT hay là xe Thaco, có rất nhiều. Tuy nhiên là đối với cái dòng xe tải Đông Ben này thì thứ nhất là nó đã ra đời trước, ra đời rất là lâu rồi, nó đã được thị trường chấp nhận và đánh giá dòng xe này nó rất là ok nha. Giá bán cái thứ hai nữa đó là đối với lại cái dòng xe này thì khi mà so sánh giá cả với lại cái phân khúc cùng tải trọng, phân khúc của dòng này thì nó rơi vào tầm, nếu mà là xe hai chỗ thì nó rơi vào tầm độ 261 triệu, xe bao gồm thuế VAT chưa giấy tờ, là cái mức vay ngân hàng lên tới 200 triệu thì chúng ta chỉ cần trả trước tiền xe là 61 triệu cộng với lại cái tiền giấy tờ. Đó. Xe tải van thì thuế trước bạ lên tới 6% cộng với tiền chi phí giấy tờ lăn bánh thì cũng tùy theo quý vị khẩu khẩu ở đâu, nhưng mà nó rơi vào tầm độ khoảng 17 đến 20 triệu tiền giấy tờ đấy nhau đi. Đấy. Với cái mức đầu tư ban đầu nó cũng rất là thấp mà nó lại phù hợp với lại cái mục đích sử dụng. Ví dụ như là quý vị có hàng mà chở hàng ví dụ trong các cái khu đô nội thành đô thị trong thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương hay là Đồng Nai mà không có xe tải cấp xe tải thì chúng ta sử dụng cái dòng xe này để chở hàng vào trong đấy là rất là thuận lợi nha. Rất nhiều các cái nhà hàng đấy, đã tin tưởng đã lựa chọn cái dòng xe này rồi.
Tôi sẽ thử quay đầu cho quý vị xem cái bán kính vòng quay của nó là được bao nhiêu vòng nha. Đây, quý vị thấy là cái dòng xe này thì cái phần vô lăng tay lái là nó rất là nhẹ, nó là sử dụng cái trợ lực điện. Nó là 5 vòng vòng nhé quý vị. Chúng ta sẽ trả lại 2,5 vòng đó. Là xe đã thẳng lại rồi. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng thử lùi cái xe này nhá. Đấy, như tôi giới thiệu lúc đầu thì là xe được lắp thêm cái màn hình cảm ứng, màn hình Android tích hợp với camera lùi. Và đây là chúng tôi đang lùi xe đang đi. Đang lùi xe nha. Nói chung là cái dòng xe này thì được trang bị thì tất cả các cái tính năng được trang bị như một chiếc xe hơi nha quý vị. Tính năng trang bị như một chiếc xe hơi. Vâng thưa quý vị, anh em tôi vừa chạy thử chiếc xe ô tô tải Đông Ben SRM 2 chỗ ngồi 930 kg trên một cái đoạn đường trường. Và cũng giới thiệu cho quý vị một số tính năng cũng như là cái cảm nhận mà khi chúng ta sử dụng cái chiếc xe này nha. Thì theo tôi đánh giá ban đầu ấy, xe mới, tuy nhiên là tôi đánh giá ban đầu đó là xe thì côn số vào nó rất là nhẹ nhàng. Như quý vị thấy là các cái thao tác của anh em tôi đấy, từ vòng quay của vô lăng tính tới 5 vòng và khi trả lại là 2,5 vòng nha. Nó có cái vòng quay nó rất là rộng, chúng ta có thể là quay đầu xe hoặc là đi vào trong các cái cung đường mà đông người, vào qua khu vực chợ hay là trường học thì nó cũng rất là dễ dàng đấy mà tránh các vật cản nha quý vị. Ngoài ra thì xe được sử dụng vô lăng chính điện. Đấy, vô lăng trợ lực điện cho nên nó cũng rất là nhẹ nhàng, phù hợp cho nhiều đối tượng lái xe. Nội thất rất là đẹp, ngoại thất cũng rất là ok. Xe thì đã được khẳng định cái thương hiệu chất lượng trên thị trường. Quý vị có nhu cầu muốn mua xe thì vui lòng liên hệ với anh em tôi số điện thoại góc chắn màn hình, hoặc là cần trải nghiệm, muốn trải nghiệm xe tìm hiểu sâu hơn nữa thì vui lòng lên công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ là 110A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nên được anh em tôi hỗ trợ rất là nhiệt tình quý vị nha. Từ mua xe tiền mặt đến trả góp và toàn bộ thủ tục khi ra lăn bánh của chiếc xe này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi cái video của anh em tôi. Nếu yêu mến hoặc là có nhiều đóng góp thì vui lòng để lại phần bình luận nha. Chia sẻ và đăng ký dùm anh em tôi. Xin chân thành cảm ơn.